Đồ Gỗ Thiền xin kính chào quý vị. Và ngày hôm nay là hiện nay đang là buổi chiều ngày 27 tháng 9. Thì vào lúc 1 giờ, vào lúc 14 giờ 18 phút thì chúng tôi có nhận được 3 triệu do anh Lê Xuân Thủy ở phía Nam, là anh đã chuyển tiền ra để đặt cọc cái bộ tranh này. Và bây giờ chúng tôi chuẩn bị đóng gói. Thì trước khi đóng gói tôi lia lại một chút để anh Thủy cũng như quý vị có thể ngó được là đây là bộ tranh Khảm Tứ Quý giá dưới 30 triệu và chuẩn bị đóng gói để chuyển đi Nam cho anh Lê Xuân Thủy. Đấy, bước đầu tiên là bức thông tượng trưng cho mùa đông. Chúng ta có thể treo xuân hạ thu đông theo đúng thứ tự hoặc treo ngược lại. Đây là bức mùa đông. Và bên này tiếp theo là bức cúc là tượng trưng cho mùa thu. Với cái dòng chữ là Thu Ẩm Hoàng Hoa Tử. Bước tiếp theo là bức trúc tượng trưng cho mùa hạ. Và bức trúc thì trông có vẻ như là nét na hơn bức khác, với lý do là cái lá trúc nó nhọn. Và mỗi một cái chùm thì chúng tôi làm rất cầu kỳ, cho mỗi một cái lá nó màu sắc khác nhau, càng quay gần thì càng long lanh ấn tượng. Anh Thủy ở trong Nam thì anh đã rất là mê cái bộ này, nhưng mà anh chỉ lo là cái bộ đấy thì đẹp rồi, nhưng mà nhỡ chuyển đi lại chuyển nhầm bộ khác hay là không được long lanh như là cái clip anh xem từ trước. Cho nên tôi biết là anh lo như vậy, trước khi đóng gói là tôi lia lại một chút để anh Thủy cũng như là quý khách xem. Và báo cáo quý khách là hiện nay cái mặt hàng các bộ tranh tứ quý khảm ở Đồ Gỗ Hiền lúc nào cũng có độ hơn 10 bộ, với cái mức giá là khoảng 13 triệu, rồi dưới 20 triệu và đến dưới 30 triệu. Như bộ này đang là dưới 30 triệu. Để quý vị hình dung. Và đây là bằng gỗ cụ, kích thước là 39 nhân với 1m19. Hiện nay tôi đang quay tại cái cầu thang đi từ tầng 1 lên tầng 2 của khu A của Gỗ Đức Hiền. Và bây giờ tôi bắt đầu dỡ ra để... Bác Chiên ơi, hai bác lên đây bê cái bộ tranh xuống bọc cái. Hai gọi cả bác cô vào. Lên khiêng bộ tranh xuống. Gọi bác vào. Và trong khi chờ đợi người lên bê tranh thì tôi cho cái đồng hồ nó chạy thì... Bê bộ tranh này xuống lau sạch sẽ gì xi thì xong là bọc lại. Đấy, bộ đấy, bộ tranh thứ quý đấy. Nhấc ra, nhấc ra. Nhấc lên. Đấy, được rồi. Cô bê từng tấm xuống. Đấy, nhân tiện đang bê xuống thì tôi cũng quay để quý vị nhìn thấy là mặt trái. Mặt trái là chúng tôi đã hết keo để mà ấy rồi. Hai được, hai được. Anh hạ xuống, tôi quay mặt trái cho quý vị xem. Ở mặt trái tôi đã đánh dấu là xuân hạ thu đông rồi. Và ở cái miếng mặt trái miếng gỗ là tôi phết keo để cho nó gồng cố định, không cho nó co ngót nữa. Rồi. Như vậy là bộ tranh đã được tháo ra và đưa xuống. Thế và đến chiều tối tôi sẽ lại treo cái bộ khác lên vị trí này. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và trước khi tạm biệt thì
Mời quý vị nghe lại tiếng chuông đồng hồ một chút. Đây là chiếc đồng hồ di bằng gỗ gụ. Thank you.